Ai có thao nhôm dép đứng mũ bể là bạn thôi. Ai có xe cũ nhà cũ người yêu cũ không xài là bạn thôi. Ai có hộp xoàn rã không xài là bạn thôi. Từ sáng giờ rau thấy mụ nội luôn mà không có ai bán gì hết ta. Trời ơi, đi từ sáng giờ ai cái chồng cũ là bạn hơn. Mua không? Có cỡ đồ bán nè. Dạ mua chị, cái gì em cũng mua đó. Nhà cũ cũng mua nè, xe cũ cũng mua. Thậm chí chồng cũ của chị không xài nữa em cũng mua nữa. Không, cái đồ còn xài được nhưng mà muốn bán. Cái gì vậy chị? Tôi nè. Chị chọc em hoài à. Em sao mua nổi chị? Mua chị chắc chết quá. Trời ơi, mua tôi chứ mua người chứ lại mua lựu đạn về nổ banh xác không đâu chết. Em nhìn chị thấy quen quen nha. Không có quen. Trời thiệt, tôi ít bao giờ quen với mấy anh lắm. Ra đường sao ai cũng nhận quen hết trơn. Thấy người đẹp mới khổ ghê vậy à. Mà tướng tôi vậy tôi ít bao giờ quen với mấy người hàng dây lắm. Tôi kiếm mấy người giàu giàu tôi quen không à. Quen thiệt. Không có quen. Chị chính rồi. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ai biết tên cúng cơm tôi vậy trời. Chị không nhận ra em hả? Không. Em nè. Em nè là em nào? Năm lét. Trời ơi, nhìn cái tướng không có nở một nồi luôn chứ lét. Cái gì mà lét. Chị không nhớ em hả? Ai nhớ nữa? Trời. Đẩy mày cái mặt cho tôi gớm vậy. Mày là ai? Năm lét. Em của sáu xẻm. Lét đấy hả? Dạ. Trời, hôm nay mày làm gì mày làm tới ghê vậy mày? Mỗi lần mày sang trọng lắm mà sao hôm nay mày giống quỷ vậy? Anh hai dặn em qua đây giao hàng cho chị. Vậy hả? Mà hôm rày á, mấy ổng canh chừng dữ quá cho nên mới cải trang vậy nè. Vậy hả? Nói nghe nè. Dạ. Hôm nay mày nhìn tới chị mày thay đổi khác thành ra bạn nhận hống ra phụ. Trời ơi, hôm nay nhìn chị đẹp ghê luôn á. Giận nãy giờ nhìn đâu ra đâu. Cảm ơn em nha. Dạ. Em biết sao không? Từ ngày mà chị làm cái nghề này tới giờ đó với em. Dạ. Lên luôn luôn á nhờ em á. Dạ. Giờ đó chị là trang bị trên người chỉ là đồ Hàn Quốc không á. Có đồng này đặt bên Hàn Quốc về á. Dạ chị. Trời, cái bông này chị ngắt bên vườn qua bên Hàn Quốc đem về bán chị đó. Trời. Hàn Quốc không á. Thì chị em nhìn chị giống y như là hàng vô đá vậy. Phạt mặt bây giờ à. Thôi chị đứng đây nha, em đem hàng vô nha. Đem vô coi liền đi, coi tình hình kỳ này sao đây, gái có đẹp không? Công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Mi Nhon vô cùng mỏng manh. Trời ơi, ghé thôi nói chịu rồi. Tới mỏng manh rồi, em đi trước cho mấy chị. Ủa em hả? Hôm qua tôi nhìn cô khác mà hôm nay đổi chét cái ghê vậy? Biết sao không? Hả? Tôi đi mướn mẫu đồ tôi mặc vô à. Ra mắt. Thôi được rồi. Vô cho chị hai coi đi. Chị hai. Dạ. Dạ. Em chào chị. Đi. Em lớn chiếm lòng lề đường quá. Sao vậy chị? Túm lại em, túm lại cho nó gọn. Túm lại cho nó gọn. Đó vậy đó. Hai biết sao không? Tính ở dưới quê em mần ruộng quen rồi. Cái xong cái em đi vậy quen rồi. Ê đừng tấn chị em tội nghiệp chị. Tấn em trật tự được rồi. Dạ em đi đâu đây? Dạ em đi tiễn chồng nước ngoài. Dạ ai tuyển em lên? Dạ chị biết sao không? Tại nay thiệt tình em dưới quê con sao em nói vậy. Nói tiễn nhỏ em của em á. Mà thứ đó trời, chị nghĩ sao tướng ta nhỏ em của em nó mỏng dánh nó ung dung nhách. Nó đẹp ơi đẹp y chang chị vậy đó. Trời tao nói học phim quách ta còn không thèm nữa mà. Em thấy nó cười quá cái sáng sáng. Em suy nghĩ em nói không ấy mình đi thế nó đi. Đem thân chị thế thân em cũng là cái ước nguyện của em. Cái em pha đi sữa em bỏ 10 viên thuốc ngủ vô. Cái em cho nó uống cái nó làm cái đùng. Cái em cướp thẻ bài của nó em dọn lên công ty. Em phóng cái quẹo lên trên đây đó chị. Có nhiều bà hốt bà ăn hết trơn em mà suy dinh dưỡng là phải rồi nè. Rồi bà lấy thịt chè người bà phóng ra đây á hả? Dạ. Dạ em nói chị nghe. Ủa quên chị nói em nghe. Dạ. Chị chứ lên đây là chị tuyển mấy em đó. Rồi cái chị lo cho cái tương lai hôn nhân của tụi em. Dạ. Tụi em đi nước ngoài đó. Dạ đúng rồi, đó là cái ước nguyện của em. Tại nó ở dưới quê á, trời ơi tại nó á trai Việt Nam mình nó nhỏ xíu à, đứng với em không có vừa. Cái em mộng thôi kệ mình lấy nước ngoài đi nó mới hợp với mình rồi nè. Em mới nộp đơn em chạy lên đây. Chị thấy em được không chị? Đứng im em đừng tấn tới nữa, em đè chứ chị dẹp lép à. Chị nói nghe nè, cái mộng của em là nước ngoài. Dạ. Nhưng cái mộng nước ngoài nó không có giới tới em nổi. Giờ em giúp chị hen. Dạ. Em làm ơn em về nhà đó. Dạ. Em tắm ốm ha. Dạ. Em giảm cân. Dạ. Rồi khi nào mà em cảm thấy là em suy dinh dưỡng mà em đẹp như con em của em đó, nhỏ gì đó, gọn gì đó, em lên đây nha. Trời ơi chị nghĩ sao chị?
ở dưới quê tôi nó mần ruộng chết cha chết mẹ, tiền bạc đâu mà đi tắm ốm có làm sao để vậy chị ơi, trời ơi mấy triệu không có lo nổi đâu chị. Suy nghĩ lại đi chị. Không đứng thấm không thấy rõ, em đứng lên trên cao luôn, coi luôn hạ xuống sẵn sẵn ghế tôi nói. Trời ơi, thằng kia tao giết mày chết, mày làm nó đâu cho dạ, em xin lỗi gia về đi bà nội. Trời ơi, tôi lấy chồng nước ngoài, bộ lấy anh hay sao? Trụ chuyện quá, để em nói chị hai. Đừng tới nữa, đừng tới nữa. Chị nghĩ lại đi chị, tướng tá cũng ngon lành. Chị nghĩ kỹ lắm em, em giúp chị nghe. Giờ vậy ha, em chịu khó nghe, em đưa em ra cái lép nó đưa em về. Khi nào mà em bị gì, thạch nó dư quá đó em. Để bà trà đòi ốm lại rồi lên kiếm chị ha. Chị... Vậy là rớt hả chị? Rớt rồi đó em, rớt rồi. Hết lời cũng rớt hả chị? Đừng buồn nha. Mướn đồ tốn tiền tốn bạc cũng rớt hả chị? Nãy giờ tao nói tao địa hoài chị. Đi vòng vòng không thấy ai xứng với em bằng anh đó nha. Trời ơi trời. Đừng để lọt cái mất tâm của tôi à. Yên với tôi đâu hả chị? Kệ đi, mập mình xứng nó mới vui. Em đang con tin bạn trước nha. Em đi nghe chị. Có gì về quê nhớ ghé nhà em chơi nghe. Tính lại em đi rồi. Dạ không cãi vậy cho thoải mái chứ. Chưa gì mà đã hù tôi rồi. Hù gì? Tao thấy được đó. Dạ. Trời xanh một cặp đó. Cặp của mày có duyên lắm đó. Chị nói em nghe nè. Dạ. Hai vợ chồng em đó mà lấy nhau đó. Em mà lấy nhỏ nãy á, nhỏ mi nhon nãy đó. Dạ. Tết nhớ tới nhà chị nghe. Xì chi vậy? Đỡ tốn tiền mua thịt kho vịt với bánh tét ăn. Thấy hai đứa tụi em đủ ớn ói rồi. Em ơi, em đừng giỡn chị nghe. Chị mới làm ăn được à, em đẩy mấy nhỏ này vô chết chị à. Chị dặn em rồi, em kiếm ốm ốm mỏng mỏng nhỏ nhỏ cho chị được rồi. Em kiếm chi quá trời vậy? Rồi. Mỏng mỏng nhỏ nhỏ rồi chị. Chị hai yên tâm, em đem hàng mỏng vô cho chị nha. Trời ơi, mày làm tôi đổ mồ hôi luôn vậy đó. Út Ma. Trời, nghe cái tên Út Ma rồi tôi hết hồn rồi. Chị hai nhìn hàng là khỏi chê luôn. Vậy hả? Dạ. Rồi mời Ma vô đi. Có Ma. Đổi tên cho rồi, Út Ma. Trời ơi, cái này tới quỷ luôn chứ phải Ma. Đỡ Má vô đi con. Dạ. Chào con. Dạ, chào bác. Trời ơi, vậy là chị vừa lòng nè, đó, vậy chị mới chịu nè. Dạ, em làm vậy mới vừa ý chị đó. Dạ, cảm ơn em, chị hai. Gái nó còn zin, hiểu không? Cho nên làm má mới đưa lên đây phải không? Dạ. Trời cảm ơn má nha, tội nghiệp má quá trời luôn. Đưa con từ dưới quê lên đây hả má? Con ở đâu? Con nào? Con gái má đó. Tôi nè. Tôi. Không, cái người mà thằng này không có nó chọn là con gái của nó. Con đâu bà con? Má, hôm qua cái con gái của má đứng kế bên má, cái con trộn á, rồi sao tự nhiên mai má vô đây? Ở đâu rồi má? Mày nè. Dạ. Nhỏ đó không phải là con của tôi. Dạ? Nó chỉ là cháu của tôi thôi. Trời. Rồi, cháu má đâu? Trời đất ơi, con đó nó hai lửa rồi. Dạ. Tao sao mày ông trộn, tao chưa có lửa nào hết nhìn con. Trời ơi, lép ơi lép, đừng nói tao bả nha. Mày đừng nói tao Út Ma nha. Tự nhát không mà ma. Dạ ma ơi, ma nói ma nghe nè. Ma ngồi đi. Trời ơi, thấy đứng không nổi nữa rồi. Ma ơi, nói ma nghe, ở trên đây người ta tuyển ta đi lấy chồng. Dạ ma già rồi, đuối sức vậy rồi. Chồng con gì? Dạ ma giúp con, dạ ma biến về giùm. Dạ ma đưa cháu ma lên được không? Đừng cho ma biến. Sao vậy? Ma không có khóe mà sao ma biến được? Cho ma tâm sự đi bay chút nghe không? Tâm sự đi má. Này nói thiệt à. Nhỏ lớn giờ mấy chục tuổi đầu à. Má chưa bao giờ má được ngồi trên máy bay á à. Không phải má ham lấy chồng đâu à. Bởi má thèm đi máy bay á. Má muốn đăng ký má tới đây nè mày ơi. Giúp má đi con à. Trời ơi thèm đi máy bay mà đẩy lên đây làm chi vậy. Má làm ơn má về má đưa con cháu má lên đây. Rồi con mua cái máy bay khứ hồi từ địa phủ lên đây cho má nha. Giờ vậy nè, chỗ này chỗ ta làm ăn thôi bà già. Bà già đừng vô quậy tôi tội nghiệp tôi nha bà già. Bây giờ giúp giùm đi, làm ơn. Con giúp má đi con ơi. Ừ. Cho má tỏa nguyện đi con. Để nữa má có về nơi chính suối, má cũng cảm biết, má cũng cảm giác được là má đã con ngồi trên máy bay rồi. Trời giúp má nghe con. Xúc má ra giùm tao cái giùm đi mày lẹ lên trời ơi. Dạ má đi với con ra ngoài má. Má lại con. Dạ. Con cho má ngồi trong máy lạnh chút xíu đi con. Trời đất ơi, từ sáng tới giờ nó nhét tao trong con tao bao á. Tao mệt muốn chết rồi, bây giờ mày cho tao ra ngoài đó nắng nóng. Tao đứt cơn máu, tao chết rồi sao? Đây nè, ngồi đó ngoài đó chi. Ngồi đây nè, cho nó khỏe.
cao quá tao leo không có tới. Trời ơi trời, bà còn nói cao quá leo không tới, chắc leo tới bà leo lên bà ngồi hả? Mày xúc bà ra cho tao coi. Dạ 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 chị Hai. Đi ra đằng trước. Má yên tâm đi, ra ngoài con mua cho má cây nước đá má ôm cho nó lạnh nghe. Chứ tao muốn ngồi trong máy lạnh mà. Sao cho tao đi đâu vậy? Hả? Hả? Chết tao rồi. Thằng quỷ, tao giết mày chết. Trời ơi, mày vô đây tao phan cái này vô mặt mày bây giờ. Mày nghĩ sao mày? Hả? Bao nhiêu mối làm ăn của tao từ sáng tới giờ mày làm cái gì tầm bậy tầm bạ tới gớm vậy? Chị Hai yên tâm đi. Trời ơi, không biết sao sáng lựa kỹ lắm á mà sao đưa lên container tụi nó được. Thôi thì tao nói chuyện nhiều mày nữa. Bây giờ mày đưa hình tao coi đi, đứa nào chịu tao cho vô, còn không thôi cho tao vô họ tao coi cho tao chết quá à. Đây 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 đây. Có hình cho chị Hai coi luôn. Tao. Coi cho được. Dạ, yên tâm chị Hai yên tâm. Đây. Trời đất ơi. Thiệt không đó mày. Đừng gạt tao nghe. Giờ đang mua đen là chân dài đó. Mà giò nhỏ là siêu dài nè. Mà chịu nha, cặp giò nhỏ này ngon rồi à. Được nè, từ nãy tới giờ tao mới thấy đứa này là được nè nghe. Cặp giò là ngon lành rồi. Trời ơi, cho lên coi chút xíu nữa coi. Lên à? Ờ. Trời ơi, cái eo này chút xíu nữa. Trời ơi, cái eo đỡ tốn 4.000 cũng mở rồi. Nó còn kia chắc trong mấy bơm cũng mở nó cũng hết nữa. Trời ơi, quá trời, cái eo này là chịu luôn rồi nè. Xích lên chút nữa tao coi coi. Lên chút nữa. Ờ. Trời đỡ tốn một chiếc eo thì là dễ sợ. Đó á, tốn một chiếc eo thì là. Mà nhỏ này nó đi nước ở đầy đủ vậy đỡ tốn ghê vậy. Em biết sao không? Sao vậy? Vợ dụ là 2.500 bằng chiếc xe đó cưng. Dạ. Đẩy vô chổng cái đỡ ghê không? Đẹp quá trời đẹp ơi. Khỏe quá nhỏ này lời chắc rồi nè. Mày cho tao có cái mặt coi. Lên nha. Ờ. Đấy. Cái gốm, cho thương hình tôi đẩy cái mặt mày vô tới gốm à. Cái mặt đau tự nhiên sao trống không vậy? Hồi sáng á, em ngụy trang, em bỏ vô cái vỏ dây chai của em á, xong rồi kiến mối nó lên đục đó, chị thấy không? Ganh tị với sắc đẹp, kiến mối mà còn ganh tị với sắc đẹp lên cắn nát mặt luôn, thấy không? Mày đừng xạo mày, lẻo lử quá à, dắt nhỏ đi vô tao coi có được không? Ờ, chị Hai tao đi, để em gọi điện cho nó nha. Trời ơi, hàng hiếm mà, hàng quý mà, bởi vì nó chậm lắm, đâu chịu đi container chúng mấy đứa kia, đi taxi. Vậy hả? Dạ. Mày điện cho nó đâu, kêu nó lẹ thôi. Thì đi. Alo, em hả? Đi tới đâu rồi? Cái gì? Quyền chân công chúa hả? Không được, không được. Bây giờ em đứng đó nha. Ai trả giá cũng không được đi. Chờ anh tới, chờ anh tới. Dắt em về, nghe không? Rồi, rồi, đứng đó chờ anh, nghe không? Chết rồi chị Hai ơi. Gì? Hồi sáng nó đi taxi đi vòng 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 sao nó ra quyền chân công chúa. Hả? Bây giờ em ra em đón nó liền nha. Không thôi, có người dớp nó liền. Mày lẹ nghe mà đừng. Dạ, 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 dạ. Quyền chân công chúa, con đường cũng nguy hiểm lắm nghe. Ôi, từ sáng đến giờ mới được cái mối này nè. Coi như sao được. Ta không còn người yêu hỡi. Ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên ca nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca, trái tim buồn vì thương. Chó chị. Con gái à, dễ thương quá vậy cưng. Chó phải chị. Chị là chị Chín Rục không? Đúng rồi, trời ơi, biết tên tục của chị. Dạ. Vậy là hàng của con Chín Lép phải không? Dạ đúng, em trời là ơi. Người đẹp trong tranh đó chị. Quá trời, dễ thương không? Cái này dạ. Mới được nè, trời dạ. Ơi, hương đồng gió nội quá, thấy thương á. Dạ. Chị... Đây, cho ngắm chút xíu coi. Dạ, dạ, trời sao chị? Trời ơi, nhỏ tí ghét, dễ sợ, chị chịu nha. Hình sao người vậy nghe, từ sáng giờ chị bị gạt hoài luôn em. Trời ơi, tí ghét quá à. Tên gì, tên gì? Dạ, tên em à. Dạ. Thôi em nói đâu. Sao vậy? Tên em xấu lắm. Em ngộ à, xấu cũng là cái tên, nói chị nghe đi chị kêu coi. Mà em nói chị không có cười em nha. Thề em cười á. Ừ, em tên là bông bông sô la bánh tay sữa gạo mì sandwich đúp la. Chị cười em kìa, chị cười em giọng tơ mày có mắc cười đẹp hết chứ. Mày nghĩ sao nghe cái tên em xong cái từ no tới chiều luôn em. Trời, chị biết sao mà em có tên nó không? Sao? Từ nhỏ em bị suy dinh dưỡng á. À. Ra máy mới đặt tên này để lớn lên em khỏi cái bị thiếu dinh dưỡng á. À, đầy đủ dưỡng chất luôn á, chị hiểu không? Giờ quá vậy chữ dưỡng chất luôn à. Thương quá à, nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi nó 18 tuổi. Bài phải điệu chứ. Điệu quá trời luôn nha. Ghét luôn nha. Dạ. Có người yêu có bồ gì chưa? Ừ. Cái gì vậy? Nói giận. Thôi đừng giận mà. Chị, chị nghĩ sao em vậy mà chị nói em có bồ có người yêu. Nói thiệt chị nha, 18 năm vẫn chạy tốt. Vậy hả? Dạ. Vậy là chưa có người yêu, chưa có bồ đúng không? Chưa có người yêu, chưa có bồ, à. Chị mới có chồng. Vậy? Em nói dạo với chị với bồ em đâu có chồng gì đâu. Vậy hả? Thiệt chị nghe. Dạ, thiệt chưa có người yêu, chưa có bồ phải không? Dạ. Quê đâu? Quê em à? Ừ, quê á. Quê em ở
chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thầm thập thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh non lá đồ nghiêng tóc dài con nước đỏ hầu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời hầu giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời chị biết rồi quê mà hậu giang. Dạ đúng rồi. Trời công nhận nghe. Giới thiệu có cái quê tên Quốc Nguyên bài luôn. Mày làm gì mày vô đây karaoke. Em có máu văn nghệ. Vậy hả? Dạ. Vậy là quê em ở Hậu Giang là Cần Thơ phải không? Cần Thơ phải không? Dạ phải. Chị ơi quê em là miền Cần Thơ. Gạo trắng nước trong bốn mùa cây trái. Trời ơi cái giọng xưa cái giọng y như Thanh Kim Huệ luôn nè. Phải đâu em. Ai nói em ca giống Phương Hằng. Vậy đó hả? Dạ. Tiếp luôn chị ha. Từ, tiếp em chị thích là tiếp đi. Chị ơi chị có biết không em đang sống vui vẻ gia đình hạnh phúc thì tự nhiên ở đâu có một chàng trai anh lên xuống thành phố anh dụ em nói lên thành phố kiếm công ăn việc làm có rất là nhiều tiền rồi em nghe lời anh lên đây anh dẫn em đi tới đi lui em thuê một chiếc xe taxi mình tháo chỗ em đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi hoài đi ngồi lạc ra đường miền chân công chúa em đứng ngoài em nở lòng nào tiền taxi quá thì nhiều mà không thấy ai trả chứ mà vậy em nói đây em gặp thôi chị trả tiền taxi giùm em anh nghe bà hát hỏi ý bà kêu tôi trả tiền taxi cho bà hả dạ. Trời ơi bà cũng ngựa quá hả trời gai ngọt ta đi ngào. Chung trên container đi bà cũng mướn chiếc taxi bằng ngựa ngựa bà đi mình chi nóng nóng lắm chị em đi taxi cho nó yên tâm khỏe dạ. Em là gái đẹp mà dạ. Chị phải mướn xe riêng cho em đi chứ. Dạ, cảm ơn chị. Giờ giúp chị nghe không? Dạ sao chị? Bây giờ em qua cho chị là chị đồng ý rồi. Dạ. Nhưng mà giờ chị dắt em qua bển cho người ta coi mắt một cái rồi à. Làm việc luôn nghe. Bây giờ qua bển coi mắt hả chị? Đi đi cưng đi cưng đi cưng đi. Qua chị ơi. Sao? Trời qua chị cho em hỏi thăm chút xíu đi. À, cái người mà chị tính giới thiệu cho em á. Tướng ảnh mi nhon không? Nhon lắm em ơi. Nhon lắm mà. Ừ trời ơi mẹ cái tướng của em á mà lấy nhon quá nó cũng mới vừa nha em. Dạ. Chị nó so hết trơn rồi. Vậy ha chị. Ừ. Tướng ảnh sao? Bắp chân đồ ngon lành lắm em. Dạ. Bắp mà cơ lên cục chị nó chuột nó chạy rừng cái đó cái tướng á. Ừ, vậy hả? Giàu lắm em ơi, đeo dạ. Sợi dây chuyền bự như cái cùm tay vậy. Đó. Cỡ chị mà bữa ảnh lấy mượn đeo vô cái thòng người luôn á. Anh giàu quá hả? Giàu lắm em ơi, đeo sợi dây chuyền như sợi xích chó vậy đó. Không được chị ơi. Tướng ảnh bự quá. Em sợ lắm em, sợ? Em không có thích cái tướng gì đâu. Em là em khoái em mình dây phột đàn cày. Dây phột đàn cày là sao? Mỏng như cây đàn cày em mới chịu. Màu đen á chị. Chứ còn mà mình dây phột không đi em sợ lắm. Làm gì sợ? Trời chị biết không, rủi mà em lấy nhầm anh nào mà tướng bự giống như võ sĩ sumo của Nhật á. Trời giờ làm vợ chả rủi mà nấu cơm mà bị khét hay bị cháy hay bị khê gì đó. Cái cho giận lên cho đâu nói. Cái cho đạp em xuống cho đứng dậm ngồi chắc em thành bánh tráng phơi xương. Trời ơi, ương nó chịu đó đó nha. Dạ. Thôi giờ vậy nè, em qua bển á em thích ai chị gả em cho người đó luôn. Vậy ha. Hiểu không? Vậy em lựa ha. Em lựa luôn nha. Đi. Khoan. Gì nữa? Trời quên nữa, con này quên quan trọng mà quên nói nữa. Gì nữa? À, trước khi đi em có nhã ý em muốn tặng chị món quà kỷ niệm luôn. Bậy. Cái đây là cái nghiệp của chị phải làm vậy. Ừ. Nó chị phải lo cho tương lai hạnh phúc của tụi em thì dựng vợ gả chồng cho tụi em. Đừng bao giờ nói quà cáp vậy chứ chị không có thích như vậy nghe. Tặng cái gì vậy? Trời ba làm dữ luôn tưởng sao. Muốn tặng gì phải không? Ai biết nghe quà chị. Nói chị nghe nè. Tại vì em nghĩ nè, không ít nhiều chị cũng người ân người nghĩa của em đúng không? Nhờ chị chứ bộ, nhờ chị thành ra cuộc đời của em nó mới tan nát. Vậy tươi sáng. Tươi sáng. Cảm ơn chị không hết, thật ra phải có gì để thể hiện cái lòng biết ơn của em với chị đúng không? Em tặng chị món quà giờ chị nhắm mắt ra đi. Tặng quà phải nhắm mắt nữa hả? Ồ vậy nó mới hấp dẫn. Đưa đại người ta coi được còn nhắm mắt nữa nhắm này. Làm khó tôi ghê nhắm rồi nè. Đưa tay đây. Tay nữa. Ừ. Chị cưng. Đeo vô nha. Trời ơi. Ủa tôi nghe cái đập tôi biết cái kim rồi nè. Trời ơi. Ghét quá à. Ghét đúng lắm nha. Cho vòng mà cho nguyên cặp luôn nha. Dạ. Cưng lắm nha. Tay này vừa tay chị á. Vừa không cưng? Dạ. Chị mở mắt được chưa? Mở mắt đi chị. Trời ơi. Ghét mấy đứa vậy biết điều dễ sợ luôn vậy đó. Vậy mới được. Trời ơi. Cho nguyên cặp luôn. Trời ơi công nhận. Vàng nè. Dạ. Ủa sao nó hơi lợt, cái 4 số 9 mà hơi lợt vậy em? Dạ không, vàng này có 2 số 8 mà chị. Tại sao có 2 số... Ủa? Là cái còng số 8 á. Trời đất ơi, sao tự nhiên cháu tôi lại vậy? Chị đã bị bắt. Mày tôi lại vậy bắt tao. Xin tự giới thiệu chị, tôi đội chống tội phạm ACAC. Cái này công mà mỗi lần tôi nghe nói ICAC là hốt em về đó. Đúng vậy. Chúng tôi đã theo dõi chị từ lâu mà. Từ chị đã buôn bán là xuyên lục địa. Hôm nay tôi tới đây bắt chị giao về cho bển làm việc với chị đó mà. Trời ơi, giọng đúng là phim công rồi nè. Bắt về Hồng Kông hả? Ừ. Trời ơi, cuộc đời em làm gì làm chứ đi du lịch làm cái à. Em chưa bao giờ đi du lịch Hồng Kông. Bắt đi. Đúng, chị đã bị bắt. Chị dạ. Ai, chị ai? Có hàng mới rồi chị ai? Mới hả?
đó. Muốn đi du lịch Hồng Kông không? Đi. Đây nè, ICT tới hốt mày đem về bở rồi nè, tao đeo còng rồi đây nè. Đúng, anh cũng vẫn bị bắt luôn. Trời.